Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, đại diện viện kiểm sát tiếp tục nêu quan điểm giải quyết vụ án. Với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước, viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Nhàn trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra nhưng đã nhận tiền từ bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB để bao che bưng bít sai phạm của SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới chỉnh sửa kết luận thanh tra, dẫn tới việc không ngăn chặn kịp thời sai phạm của SCB viện kiểm sát cũng cho rằng bị cáo nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ quá trình công tác chưa có sai phạm đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo tuy nhiên theo viện kiểm sát thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo nhàn là tinh vi và đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hành vi của bị cáo đỗ thị nhàn đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân viện kiểm sát xét thấy cần có hình phạt nghiêm khắc cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ gian đe Sai phạm của bà Nhàn thể hiện, thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Văn cùng lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở 5,2 triệu đô la Mỹ đến đưa cho bà Nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà Nhàn. Ngày 22 tháng 3 năm 2018, ông Văn đưa cho bà Nhàn 200.000 đô la Mỹ tại phòng làm việc Đầu tháng 10 năm 2018, ông Văn cùng lái xe đến nhà riêng của bà Nhàn tại khu Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đưa thêm 2 triệu đô la Mỹ. Vài ngày sau, ông Văn tiếp tục đến nhà bà Nhàn đưa tiếp 2 triệu đô la Mỹ. Đến cuối năm 2018, ông Văn tiếp tục đến nhà bà Nhàn đưa thêm 1 triệu đô la Mỹ. Với các sai phạm nói trên, bà Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra đại diện Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Hưng vì động cơ cá nhân, nhận tiền từ SCB và chỉ đạo đoàn thanh tra che giấu bưng bít sai phạm của SCB. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra, bị cáo Hưng đã nộp lại tiền vụ lợi 390.000 đô la Mỹ lần đầu phạm tội. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả lớn nên Viện Kiểm sát đề nghị tòa cách ly một thời gian dài mới đủ gian đe đối với các bị cáo còn lại thuộc đoàn thanh tra, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như trong cáo trạng, đề nghị tòa căn cứ vào tính chất, mức độ các tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án phù hợp. Đối với bị cáo Nguyễn Cao Chí, viện kiểm sát nhận định khi biết bà Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Chí đã thực hiện các hành vi để chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Quá trình điều tra, xét hỏi tại tòa, bị cáo trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tự nguyện và tác động gia đình nỗ khắc phục gần hết số tiền chiếm đoạt, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa có tiền án tiền sự, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Cao Chí có cơ hội sửa đổi. Ngày 19 tháng 3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bước vào phần tranh luận đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Nhận định về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc đưa vụ án Trương Mỹ Lan và các đối tượng ra xét xử công khai là để dắt đe phòng ngừa giáo dục chung, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lý tội phạm không có vùng cấm. Vì đại diện Viện kiểm sát nhân dân cho rằng tại tòa bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo Lan còn đổ lỗi cho nhân viên, các bị cáo tại SCB, hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi. Do đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cho rằng cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội vĩnh viễn. Theo vị đại diện viện kiểm sát, trong những ngày thẩm vấn đã chứng minh được, Trương Mỹ Lan lợi dụng việc tái cơ cấu ngân hàng, sau khi hợp nhất ba ngân hàng từng bước nắm giữ cổ phần của SCB 91,5%, sử dụng SCB như công cụ tài chính rút tiền SCB, bố trí nhân thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB. Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình trương mỹ lan còn chỉ đạo thành lập các công ty ma thông đồng với các công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản đảm bảo chỉ đạo tạo lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống tại scb mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn của ngân hàng nhà nước để che giấu sai phạm tại scb ngoài ra trương mỹ lan còn câu kết với các chủ sở hữu đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của scb bị cáo này còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm không hoàn thiện thủ tục thế chấp không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân bán nợ xấu cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít che giấu thông tin sai phạm Bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu gây ra hậu quả trong vụ án đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá, vị đại diện Viện Kiểm sát nói. Trong đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, tham mô tài sản chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng tiền gốc, hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh, Thiệt hại trên theo viện kiểm sát đã tính theo nguyên tắc có lợi cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, 5,2 triệu đô la Mỹ tặng quà, tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB để không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt dù bị cáo lan không thừa nhận chỉ đạo võ tấn hoàng văn gặp đưa tiền cho đỗ thị nhàn nhưng căn cứ lời khai của bị cáo võ tấn hoàng văn tài liệu chứng cứ dữ liệu điện tử cho thấy trương mỹ lan là người chỉ đạo văn gặp đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn từ đó có đủ căn cứ để xác định bị cáo trương mỹ lan đã phạm vào tội đưa hối lộ viện kiểm sát phân tích vì đại diện viện kiểm sát cũng nêu, Trương Mỹ Lan có tình tiết giảm nhẹ là tích cực tham gia từ thiện, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống Covid-19, được bằng khen của chủ tịch nước và bằng khen của nhiều cơ quan chức năng khác, bị cáo tự nguyện dùng tài sản khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng phân tích, Trương Mỹ Lan cố ý phạm tội trong thời gian dài, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi thực hiện phạm tội, phạm tội có tổ chức hai lần trở lên, đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong phiên xét hỏi, luật sư Cô Lê Huy bào chữa cho bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng Hội đồng Quản trị Vạn Thành Phát, hỏi thân chủ làm rõ hành vi của Tâm. Trong vụ án này, bà Tâm bị cáo buộc lập công ty ma lên phương án giải quỹ số tiền được SCB giải ngân, giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 171.360 tỷ đồng. Theo bị cáo, chưa bao giờ tâm hợp chung với bà Trương Mỹ Lan, nhiệm vụ của bị cáo là cập nhật tài sản song song với thư ký của các lãnh đạo tại SCB. Bị cáo cho rằng cáo trạng cáo buộc bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma là điều không chính xác, bị cáo chỉ quản lý danh mục tài sản, chưa bao giờ được cầm giữ sổ nào. Cáo trạng nói bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma, bị cáo chưa bao giờ theo dõi. Tâm nói và cho rằng công việc bà chỉ là nhân viên, không đủ trình độ nhận thức để biết hành vi của mình là trái pháp luật. Cáo trạng buộc bị cáo liên đới hơn 170.000 tỷ đồng, tiền đâu mà bị cáo nộp, tâm nói gương mặt khắc khổ. Qua phần trả lời xét hỏi của bà Trương Mỹ Lan, ông Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty Tường Việt và một số bị cáo liên quan khác nổi lên mối quan hệ làm ăn khá kỳ lạ của hai bị cáo này. Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước nên khoảng tháng 4 năm 2021, bà Lan và ông Trương Khánh Hoàng, trao đổi thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước về việc sẽ chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho ông Trước và công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Trước không thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay 3.500 tỷ đồng. Trong đó 2.500 tỷ đồng là mua dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng còn lại để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả ngân hàng SCB. Trả lời hội đồng xét xử ngày 11 tháng 3, ông Dương Tấn Trước khai, trong quá trình hợp tác, bà Lan luôn có một danh sách các dự án có nợ xấu ở ngân hàng SCB. Trong đó, ông trước đánh giá dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, qua tính toán có hệ số đầu tư có khả năng sinh lợi tốt, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, với giá chuyển nhượng ban đầu mà bà Lan đưa ra là 3.500 tỷ đồng, thì ông trước cho rằng quá cao nên đề nghị bà Lan giảm xuống 2.500 tỷ đồng và được đồng ý, nhưng ông trước phải làm hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Về thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, bà Lan khai, vụ vay 3.500 tỷ đồng đừng hiểu tôi đi bán tài sản. Tài sản đó vốn là nợ xấu của SCB, không ai mua hết. Lúc đầu, SCB bán cho người khác, nhưng vì sau đợt dịch, người ta không có tiền trả. Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng bàn với Dương Tấn trước, nói mua giúp SCB giá 3.500 tỷ đồng. Trước đó, tôi có hứa với bị cáo trước rằng cứ mua, tôi sẽ nói ngân hàng ráng giúp. Trước nói sợ lỗ, tôi hứa danh dự nếu lỗ sẽ dùng tài sản bù. Tuy nhiên, cũng theo ông Dương Tấn trước khai tại tòa, sau khi 3.500 tỷ đồng được SCB giải ngân, bà Lan lại nói ông trước tập trung lo pháp lý để dự án thanh yến cho Trương Huệ Vân và công ty Vivaland thực hiện. Đổi lại, công ty Tường Việt sẽ được làm tổng thầu cung cấp trang thiết bị cho dự án. Về việc này, bị cáo Trương Huệ Vân khai tiếp nhận dự án thanh yến theo chỉ đạo của bà Lan. Còn thỏa thuận giữa bà Lan và ông trước như thế nào thì Vân không biết. Trong khi đó, bị cáo Dung xác nhận lời khai của ông trước là đúng. Đến nay, bà Lan vẫn chưa thực hiện việc trả 1.000 tỷ đồng cho SCB, nên khoản vay trên vẫn còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ đồng, nợ lãi là gần 590 tỷ đồng.